Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Thì video đang được quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lành, nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trên hình quý vị và các bạn đang chiêm ngưỡng đây là bộ hoành phi câu đối gỗ gụ mẫu mới nhất hiện nay do cơ sở đồ gỗ Hiền Lành vẽ mẫu ra mẫu. Và chúng ta bây giờ cùng đi vào thông số kích thước bức hoành phi, có thông số kích thước là dài 2m17, rộng 67. Và bên trong lồng cuốn thư chạm 3 chữ Đức Lưu Quang. Toàn bộ phần ván chúng tôi làm dày 3 phân, khung tranh chúng tôi làm dày 7 phân, to 10 phân và dài 2m17, rộng 67. Và chúng ta cùng đi vào đường nét chi tiết đây. 6 chữ bên trong được dát bằng vàng ta, vàng 4 số 9. Và như quý vị đang theo dõi, giá vàng hiện nay là đang rơi vào cửa 58 triệu đồng một lượng, rất là đắt. Và những quý khách hàng nào mà muốn dát vàng ta thì quý vị hãy liên hệ cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Cái sắc của vàng thật này khi lên hình ảnh thì nhìn nó thật hơn rất là nhiều. Mà khi quý vị đưa vào trong trời tối thì chữ dát bằng vàng ta nó sẽ phát quang. Đây đang được đánh giá là mẫu mới nhất hiện nay trên thị trường. Chúng tôi trung bình một tháng tôi ra từ 50 đến 70 bộ như này, bán buôn bán lẻ toàn quốc. Thì quý vị hãy liên hệ cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Và bây giờ chúng ta cùng đi đến câu đối. Câu đối bên phải này thì chúng tôi chạm là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, có phụ đề tiếng Việt. Phần trên chúng tôi đục rơi rơi ngậm đồng tiền. Và phía dưới này thì chúng tôi đục lãng hoa, quả đào. Xung quanh phần diềm chúng tôi chạm tứ quý. Câu đối chúng tôi bên phải là chạm Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, có phụ đề như này thì quý vị dễ hình dung hơn. Và phần câu đối bên trái thì chúng tôi chạm Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Quý vị mà muốn xem dát vàng ta thì quý vị hãy truy cập vào trang chủ Đồ Gỗ Hiền Lành. Xem clip trước chúng tôi đã giới thiệu quy trình dát vàng ta rồi. Thì trong clip này thì chúng tôi giới thiệu tổng thể bộ hoành phi câu đối đã xong, chuẩn bị bàn giao cho quý khách ở Hà Nội. Được biết anh cũng là người am hiểu rất nhiều về đồ thờ, đồ gỗ, nên anh đã yêu cầu cơ sở là dát bằng vàng 4 số 9. Toàn bộ quy trình dát vàng 4 số 9 thì sẽ được chúng tôi ghi lại từ đầu đến cuối để cho quý vị xem. Quý vị ở xa không về được, quý vị có thể đặt hàng online qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Và quý vị có thể liên hệ theo 3 số trên màn hình đây. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên, để quý vị có thể theo dõi được những sản phẩm mới nhất hiện nay. Vâng, và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.